Xin chào bà con nhà nông chúng ta nhé. Hôm nay, tôi lại xin chia sẻ cho bà con nhà nông chúng ta về kỹ thuật nuôi cá trê phi mang lại hiệu quả kinh tế cực cao nhé các bạn. Cá trê dễ nuôi, sinh trưởng nhanh, có thể nuôi trong bể ao nhỏ vài chục mét vuông đến ao rộng vài trăm mét vuông, nuôi đơn, nuôi ghép đều được. Các loài cá trê nói chung đều có tính chịu đựng cao với môi trường khắc nghiệt như ao tù, mương rãnh, nơi có hàm lượng oxy thấp vì cơ thể cá trê có cơ quan hô hấp phụ gọi là hoa khế, giúp cá hô hấp được nhờ khí trời. Cá trê có đặc tính ăn tạp, thức ăn chủ yếu là động vật. Trong tự nhiên cá trê ăn côn trùng, giun ốc, tôm cua cá, ngoài ra trong điều kiện ao nuôi cá trê còn có thể ăn các phụ phẩm từ trại chăn nuôi, chất thải từ lò mổ. Mùa vụ sinh sản của cá trê bắt đầu từ tháng 4, 9 tập trung chủ yếu vào tháng 5, 7, trong điều kiện nuôi cá có thể sinh sản nhiều lần trong năm, 4, 6 lần. Nhiệt độ đảm bảo để cá sinh sản từ 25 đến 32 độ C, sau khi cá sinh sản xong ta có thể nuôi vỗ tái phát dục khoảng 30 ngày thì cá có thể tham gia sinh sản trở lại. Tuy nhiên để nuôi cá trê đạt hiệu quả cao, người chăn nuôi cần lưu ý một số điểm sau. Thứ nhất, cách chọn con giống. Giống cá trê hiện nay có hai loại, giống lai thường và giống lai trê phi. Trê thường màu vàng có 8 râu, trê phi đầu nhọn nhỏ có từ 9 đến 12 râu, trên mình có đốm hoa. Tùy theo nhu cầu tiêu thụ của từng vùng mà nên chọn nuôi loại nào. Trê thường nuôi 6 tháng đạt cỡ 450g đến 500g, một con, trê phi 5, 6 tháng đạt cỡ 1kg đến 1,2kg, một con. Thứ hai, nếu nuôi trong ao đất, diện tích ao có thể lớn hay nhỏ đều được, mực nước dao động từ 1,6 đến 1,8m. Ao nuôi gần nơi cung cấp nước cũng như dễ thay nước khi cần thay nước và thu hoạch. Đáy ao ít bùn, bờ bọng vững chắc, nếu có điều kiện thì nên kè và rào chắn xung quanh ao, cần tẩy dọn ao thật kỹ. Tát cạn và diệt cá giữ bằng dây thuốc cá với liều lượng 0,5 đến 1kg, 100 mét khối, lấp tất cả hang hốc, bón vôi cho ao từ 7 đến 15kg, 100 mét vuông. Thứ ba, mật độ thả nuôi, cá giống có kích cỡ đồng đều. Kích thước từ 5 đến 10 cm, không xây sắt dị hình, mật độ cá thả từ 30 đến 50 con, 1 mét vuông, nên thả cá vào lúc trời mát. Trước khi thả cá cần cân bằng nhiệt độ nước trong dụng cụ vận chuyển và nước trong ao. Thứ tư, về thức ăn, cá trê ăn tạp thiên về thức ăn động vật địa phương sẵn có nên tận dụng để giảm giá đầu vào. Ngoài ra có thể nuôi cá trê bằng thức ăn công nghiệp theo từng giai đoạn sinh trưởng của cá để đảm bảo đủ lượng đạm cần thiết cho cá phát triển. Lượng thức ăn hàng ngày dao động từ 3 đến 12% khối lượng cá trong ao, hàm lượng đạm cần thiết để duy trì cá phát triển tốt ở tháng thứ nhất là 28 đến 30%. Tháng thứ hai là 24 đến 26% và tháng thứ ba là 18 đến 20%. B. Cách cho ăn, tập tính của cá trê là ăn theo đàn. Nên người nuôi cần cho ăn vào một số giờ nhất định hàng ngày để khi ăn con nào cũng được ăn đạt độ đồng đều về trọng lượng, mỗi ngày cho cá ăn từ 2 đến 4 lần. Nên dùng sàng và lập nhiều điểm cho ăn ở trong ao để cá phát triển đều hơn. Thứ năm, cách chăm sóc và quản lý ao nuôi. Nguồn nước nuôi, trê lai ăn tạp. Nhưng ở lại sạch nên nguồn nước nuôi cũng phải đảm bảo trong sạch. Nếu nguồn nước bị nhiễm bẩn, trê lai sẽ chậm lớn và dễ phát sinh bệnh, do vậy người nuôi phải định kỳ xử lý và thay nước thường xuyên. Khi nước quá bẩn, có mùi hôi thối phải thay nước ngay cho đến khi nước tốt trở lại, mỗi lần thay 1/3 nước trong ao sau đó cấp nước vào cho đủ, tốt nhất là định kỳ thay nước ao nuôi một lần, một tuần. B. Theo dõi hoạt động của cá hàng ngày, điều chỉnh lượng thức ăn phù hợp sao cho vừa đủ không thừa mà cũng không thiếu, thông thường khẩu phần ăn dao động từ 5 đến 7% trọng lượng cá nuôi một ngày. C. Định kỳ trộn thêm vitamin C, 60 đến 100mg, 1kg thức ăn, và chất khoáng vào thức ăn để tăng cường sức đề kháng cũng như cá tăng trưởng tốt hơn. D. Quan tâm và phòng ngừa bệnh cho cá. E.
thường xuyên kiểm tra bờ bọng, giao chắn cẩn thận đề phòng sự thất thoát cá nuôi, nhất là vào mùa mưa lũ. Thứ 6, phương pháp thu hoạch. Sau thời gian 2,5 đến 3 tháng nuôi, cá chê lai sẽ đạt kích cỡ thương phẩm, có thể thu tỉa dần những cá lớn, để cá nhỏ lại tiếp tục nuôi hoặc thu toàn bộ cá trong ao. Năng suất cá chê nuôi thường đạt 5 đến 15 kg, 1 mét vuông, ngoài ra cá chê còn có thể nuôi ghép với một số loài cá khác. Một số mô hình nuôi ở cá chê kết hợp với lợn, gà, vịt hay ruộng lúa, ao sen. Mương vườn cũng mang lại hiệu quả kinh tế, bên cạnh đó hình thức nuôi cá chê trong lồng cũng cho năng suất cao, như vậy. Tôi đã chia sẻ cho các bạn và cộng đồng về phương pháp nuôi cá chê phi mang lại hiệu quả kinh tế cực cao nhé các bạn. Các bạn hãy đăng ký kênh để xem và theo dõi nhiều video hay và thú vị khác nhé các bạn. Thân chào các bạn.